Xin chào anh chị em chú bác quan tâm kênh Điện Thoại Tuần Hành. Hôm nay giới thiệu với anh em chú bác mình một cái lô 3 chiếc Philips Bridgeman anh em nha. Ba chiếc này là hàng thương hiệu của Anh anh em ha, chạy máy Nhật và ba chiếc này đều là kính sapphire anh em nha. Được, về còn một chiếc nữa đó, nhưng chiếc mỏng hơn nhưng mà em bán size nhỏ. Ba chiếc này size rất là ok luôn anh em ha. Em đi vô giới thiệu anh em mình luôn nha. Anh em thích mẫu này vui lòng kéo xuống bình luận xem thêm thông tin liên hệ cũng như cách thức mua bán bên em ha. Cảm ơn anh chị em mình đã ủng hộ. Con này quá đẹp luôn, nói chung form của Philips này nó tuyệt đẹp, anh em mình yên tâm ha. Dây dài nha, mấy chiếc này dây đều rất là dài, dây vỏ thép đúc, đặc biệt cái kính sapphire xịn của nó thì nó làm cho chiếc đồng hồ nó giữ được cái độ mới khá là cao anh em ha. Giữ được, size em đo lại nha, size 39 này, luôn đúng của nó là 42 gần 42 nha, càng của nó là 4 gần 47 nè, 465 á. 6 kim này đều là 3 kim thì chỉ giờ phút giây rồi nè, còn 3 kim còn lại, 3 cái sub dial nhỏ bên trong á là nó chỉ lịch anh em nha, cụ thể là 24 giờ thứ và ngày anh em ha. Form tuyệt đẹp, 900 ngàn anh em nha. Đẹp chưa, quá đẹp luôn, xuất sắc luôn anh em ha. Dây rất dài luôn, dây hơn 20 luôn ạ. Anh em đang cần một chiếc 6 kim á mà nó vẫn size nó khá là ok, nó vẫn giữ được cái độ thanh lịch, anh em lựa mẫu này là tuyệt vời ha. 900 ngàn nha, 900 ngàn thì mình mua hàng mới thì mình có thể sở hữu được một mẫu Casio dòng thấp nhất thôi. Đây mình sở hữu được một chiếc Philips Bridgeman nha, quá tuyệt vời luôn, kính sapphire nha. Chiếc số 2 này cũng kính sapphire luôn, vòng benzen vàng ha, mặt màu vàng, có một lịch, kính sapphire thép đúc anh em nha, rất là xịn sò luôn. Size 36 nhỉnh em ha, luôn đúng của nó là 39. Em đo size rất kỹ nha, cho nên em mình lưu ý cái size giùm em nha, cái ni tay ha, tại vì những cái lý do đó em sẽ không cho đổi trả, nên em mình lưu ý giúp cái size giùm em nha. Càng là 42, thông số kích thước em đo cực kỳ là kỹ càng cho nên mình ha. Đẹp, rất đẹp luôn ha. Còn tem đáy luôn nha. Xuất sắc ạ. Anh em mình cần chiếc thanh lịch ha. Chiếc này ok, dây này chưa cắt luôn nha, hơn 20 ạ. Độ mới cao, form rất đẹp anh em, rất là dễ lên tay cho anh em mình ha. Cái form này là không kén tay nè. Số 2 này 550 anh em nha. Chiếc số 3 chiếc cũng Philips Bridgeman, con này thì nó demi mà đặc biệt nó mấy chị nữ thì hãng ưu ái thêm cho một cái mặt khảm trai anh em nha, mặt hai lòng ha. Lòng ngoài khảm trai, lòng trong thì có sớ anh em ha. Rất rất đẹp luôn ha, kính sapphire nha, vẫn là kính sapphire. Dây vỏ thép đúc, độ mới cao, form đẹp, dễ lên tay ha. Dây dài luôn nha, dây này 16 năm 17 luôn, rất là nhiều chị sẽ mang được ha. Chiếc số 3 này 258 nha, tính bán cặp nhưng mà em bán như vậy anh chị em mình cần chiếc nam chiếc nữ mình dễ lựa hơn ha. Cảm ơn anh chị em mình rất nhiều ha, em xin chào anh chị em mình nha.